Xin chào các bác, hôm qua đi bão nên chưa ra video được cho các bác. Có bác nhờ em hướng dẫn bài mồi câu cá mè hiệu quả. Cá mè là loài cá ăn nổi và rất khó câu. Sau đây em xin chia sẻ một số kinh nghiệm đặc tính cũng như bài mồi bom mè hiệu quả. 1. Đặc điểm của cá mè. Cá mè sống nhiều trên các sông tự nhiên. Tập tính của chúng thường sống theo bầy đàn và ăn hớp nước lọc thức ăn. Cá càng lớn thì ăn thức ăn thực vật càng nhiều. Điều này tạo điều kiện dùng mồi cho người câu càng tiện lợi. Cá mè ăn mạnh nhất vào những thời điểm có thời tiết ấm áp như vào mùa thu và mùa hè. Giảm mạnh vào mùa đông. Cá mè gồm có các loại như mè rảnh, mè hoa, mè trắng. Thời điểm sinh sản mạnh của cá mè là vào tháng 4 đến cuối tháng 6. Cá mè là loài cá dễ ăn nên chóng lớn. Cân nặng lớn nhất là cũng khoảng tầm vài kg đến vài chục kg nếu vào mùa sinh trưởng mạnh. 2. Những kinh nghiệm hiệu quả để đi câu cá mè. Chọn đồ câu. Cá mè có kích thước không phải nhỏ, vì thế bạn nên chọn cần câu có độ cứng để kéo cá thuận lợi. Cần câu cứng, đặc càng dài càng tốt, phao xa bờ to và lưỡi lục cỡ to để dễ dàng dính cá. Dù chạm cá trên cao, lưỡi câu số 8, 9 xét đuôi dẹp lá tốt nhất, sử dụng bơm có khoảng cách lò xo dài một chút. Kinh nghiệm về cách câu, những nơi cá nhiều cá nước hay quận tại khu vực ấy. Khi quăng câu thì quăng sao cho đúng chỗ và có khoảng cách vừa phải, kép dê mồi câu để thu hút cá mè. Thời điểm câu, như đã nói ở trên thì mùa cá cắn câu nhiều nhất là vào tháng 4 đến cuối tháng 6, mùa sinh sản nở rộ. 3. Mồi câu cá mè hiệu quả. Cá mè thường sống và kiếm ăn ở tầng nước giữa và trên cùng, chúng lọc nước để kiếm ăn nên cách câu câu cá mè tốt nhất là câu lục và câu bom, lancer, nổi bằng lồng câu. Vì cá ăn tầng nước trên nên khi câu cá mè bằng bộ môn lục thì mồi bà cực kỳ quan trọng. Mồi phải làm sao dụ được cá xuống tầng đáy ăn mồi. Một số câu hỏi thường gặp của các cần thủ. Cá mè ăn ở tầng nước nào? Cá mè sống ở tầng mặt và tầm giữa, do vậy khi lựa chọn chuẩn bị đi câu, bạn phải chọn cần vừa phải sao cho khi quăng cần thì đảm bảo được độ chính xác. Và quan trọng nhất, làm sao có bài mồi hấp dẫn có thể câu được cá mè bất chấp thời tiết vị trí. 3. Mồi câu cá mè hiệu quả. Cá mè thường sống và kiếm ăn ở tầng nước giữa và trên cùng, chúng lọc nước để kiếm ăn nên cách câu câu cá mè tốt nhất là câu lục và câu bom, lancer, nổi bằng lồng câu. Vì cá ăn tầng nước trên nên khi câu cá mè bằng bộ môn lục thì mồi bà cực kỳ quan trọng. Mồi phải làm sao dụ được cá xuống tầng đáy ăn mồi. Bài mồi câu cá mè hiệu quả nhất. 1. Thính vàng, không một gói 500g. 2. Cám ngô nghiền mịn nấu chín ủ chua, 2kg ủ 2 tuần. 3. Khoai lang luộc chín bóp nhuyễn ủ chua, 2kg ủ 2 tuần. 4. Cám gạo sống rội nước sôi ủ chua cám cùi, 2kg ủ 2 tuần. 5. Bơ tường an, 01 hộp 200g. 6. Cô mai con bò cùi, 03 cục. 7. Trứng gà, 05 quả. 8. Mè chua, 02 bát. Tất cả trộn đều ủ qua đêm có thể chiến. Nếu có thời gian thì ủ 3-7 ngày là chuẩn nhất. Với một số kinh nghiệm nuôi trên, chúc các bạn thành công câu được nhiều cá. Follow chống móm, không bao giờ móm.